Xin chào tất cả bác nhá. Hôm nay em có test một con L9 này cho một bác khách anh Tỉnh nhá. Anh ở Định Hóa. Đấy, số điện thoại là 9707. Anh lấy con L9 với em. Con L9 là một trong những cái con vang rất là cao cấp. Con này có thể chỉnh tay được mà hầu như là đến 100%, không cần phải dùng máy tính anh em nhá. Hai mic riêng biệt. Đó, anh em có thể là chỉnh tay ấn vào menu và anh em có thể chỉnh main này. Đấy, echo, reverb, delay. Đó, rất là dễ dàng nữa. Center này, sub này, surround này, music này. Đấy, echo, reverb này. Đấy, anh em có thể chỉnh được rất là dễ dàng anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy chưa? Rất là dễ dàng. Đấy, đây là system này, anh em có thể là chỉnh được input 1-2 này. Rất là dễ dàng. Con này em test cho anh Tỉnh. Thì với cái con này thì bên em sẽ cài cho anh em là 6 chế độ anh em nhé. 6 chế độ. Đó. Thì bây giờ em sẽ thử các chế độ cho anh em. Và đi theo con vang này. Đây là em cũng setup luôn cho bác ấy. Thì sẽ có là một cái điều khiển này. Chip ADSP anh em nhé. Thật ra nó sẽ có điều khiển chung như những dòng X5, X6, X12. Đấy anh em nhé. X5, X6, X7, X8, X12, X20. Đấy nó dùng chung một cái... dùng chung một cái điều khiển này. Đó, dòng ADSP mà. Dòng chip device của Mỹ. Đây là dây nguồn này. Đó, và đây là một cái túi có dây cáp USB, có một đĩa và hướng dẫn sử dụng. Đó, rất đơn giản thôi. Không có gì cả. Tặng anh một đôi dây Canon nữa. Đó, và một dây quang. Thì setup con này em sẽ setup cho anh em là 6 chế độ. 4 chế độ KK anh em nhé. Sẽ thử cho anh em cùng nghe này. Ấn 1 này. Đó. Đó, Quân sẽ alo cho anh em cùng nghe nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Tiếng rất hay anh em nhé. Đây là 1-1. Cái 1-1 này anh em nên dùng anh em nhé. Đó, em cài cho nhiều anh em bằng cái 1 này. 1-2 sẽ là 1 revert này. Đó, 1 vert này anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Một thứ vật này dành 1, cho 2, ai thích 5, phát biểu hoặc là 6, 7, 8, 9. Ai thích hát theo kiểu ca sĩ ấy, thì anh em sử dụng 1-2 này. Con này vật rất là hay luôn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1-3 sẽ là 1. Đây anh em cùng nghe. 1-3 sẽ là echo nhanh. Đấy, anh em nghe nhanh chưa? 2, 2, 5, 5, 6, 7. Rồi ok. 4 này sẽ là echo chậm. Đó. Nó sẽ chậm hơn anh em nhé. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Rồi. 1, 5, 1, 6 sẽ là nghe nhạc. Bác về bác sẽ tự cảm nhận anh em nhé. Sẽ có 1, 1 là nhiều check, 1, 1 là nhiều bát. Đó. Anh em tăng giảm effect thì tăng giảm trên này. Anh em nhìn này. Đấy, anh tăng giảm effect này. Đó. Đúng không? Đấy, tăng giảm này. Đấy, anh em muốn lùi này. Đó, mic cũng vậy, vol music cũng vậy anh em nhé. Rất là dễ dàng, đơn giản thôi. Đó, đây em sẽ tí, em sẽ sử dụng 1-1 cho anh em. Và đằng sau kết nối như nào? Con này thì có hai mic riêng biệt. Cổng mic đằng trước là cổng mic A. Cổng mic đây, mic A đây là cổng mic đằng trước. Cổng mic đằng sau là mic B nhé. Anh em muốn chuyển mic B thì rất đơn giản thôi. Anh em ấn menu này. Đó, xong em chuyển đến phần mic này. Đó, mic A này. Chuyển xoay sang mic B này. Ấn cái xoay cái phần effect này. Đấy, mic B chưa? Đấy, anh em thấy chưa? Còn mic A đây. Rất là đơn giản đấy. Ấn lên trên exit ra ngoài. Đấy, rất là đơn giản. Và tiếp tục đằng sau của nó thì có những cái gì? Đằng sau con này thì nó rất là... đây, anh em lưu ý nhá. Anh em cắm đúng nhá. MG, ML là main G, main L nhá anh em nhá. Main G, main L. Đấy, thì sẽ là anh em cắm xuống xuống cục đẩy. Còn sub anh em có sub anh em cắm vào đây. Đấy, rất là đơn giản. Hoặc là anh em có cổng quang thì anh em cắm vào đây anh em nhé. Đó, có cổng quang thì cắm vào đây. Đấy, mic 3, mic 4, đấy, AUX1, AUX2. Cổng jack luôn anh em nhé. Anh em cắm xúc điện, cắm vào cổng jack cũng được. Đó. Và không để anh em chờ lâu nữa, bên em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe. Quân sẽ hát thử luôn. Quân là người setup với con vang này. Và cũng sẽ hát thử luôn cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Con vang này là một trong những cái con vang mà cái chất âm của nó rất là hay. Đó. Chất âm của nó rất là hay. Tình yêu anh như sóng biển chiều vô. Tiếng vật echo rất hay.
xa xao bao kỷ niệm, như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo mùa. Vâng, tiếng của này rất là sạch nha nhé. Em đang sử dụng cục đẩy 1102 với cục 705 và cặp loa V12. Lòng lo âu những mùa vào qua đây, anh yêu em như yêu cầu ví rằng, giận thì giận mà thương cũng giận nhiều. Tiếng rất là hay luôn anh nhá, tiếng bass tiếng chép rất là chi tiết. Ngoài phương xa đã có gì đợi em, lúc phong ba biển động sóng gầm gào, anh chờ em đứng tròn suốt cánh đồng, như dòng sông nước vai rồi lại đây. Em yêu ơi, thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Anh yêu em nhanh thương em vẫn và giận thì giận mà thương cũng thật là nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương. Rồi ok, thì như anh em nó có thể thấy là tất cả anh em có thể dùng trên cái điều khiển này anh em nhé. Đó đấy, và anh em có thể chuyển 6 mốt trên cái điều khiển này được. Đấy, ngoài ra thì với con vang này anh em có thể tinh chỉnh rất là dễ. Đấy, tinh chỉnh từng đầu ra đầu vào. Đấy, đầu ra đầu vào music anh em muốn tinh chỉnh tần số nào anh em này, EQ1, EQ2, EQ3. Đấy, rất tinh chỉnh rất là dễ, kể cả được echo. Đấy, các thông số ở đây nó rất là đơn giản thôi anh em nhá, reverb. Đó, cực kỳ là đơn giản luôn anh em nhá. Đấy, nói chung là cực kỳ là đơn giản với con vang này. Một con vang số phải nói là cao cấp anh em nhá, rất là cao cấp. Đấy, với một bộ cấu hình này em ghép thì sử dụng một con 1102 1000W, một con mic U7 705 với giá 2.4 triệu, con cục đẩy 6.2 triệu và cặp loa đây là cặp loa 8 triệu thôi, cặp loa V12 rất chất luôn anh em nhá. Đấy thì anh em có thể tham khảo với cái cấu hình này anh em nhá. Thì cảm ơn anh Tỉnh đã tin tưởng mua hàng và em đã setup sẵn cho anh. Bây giờ chỉ có đóng hàng và chuyển đi cho anh thôi. Cảm ơn tất cả các bác cũng đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.